Tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày giáp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các đợt tuần tra dùng thiết bị chuyên dụng hút đinh, vật sắc nhọn trên đường để người dân có thể về quê đón Tết an toàn. Quản lý địa bàn có tuyến quốc lộ 1 đi qua, những ngày cận Tết, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị duy tu của công ty Idico liên tục tổ chức các đợt đi hút đinh, các vật sắc nhọn trên tuyến đường địa bàn nhằm phòng tránh các trường hợp xe mô tô, xe gắn máy bị nổ lốp do không may gắn phải. Chỉ trong một lượt di chuyển đã thu giữ rất nhiều đinh và vật nhọn. Hoạt động tuần tra này tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên nhằm phòng tránh các nguy cơ tai nạn giao thông để người dân đi lại an toàn. Ngoài ra, sẽ có biện pháp nghiệp vụ để xử lý những đối tượng xấu cố tình trải đinh, vật sắc nhọn trên đường. Dịp cận Tết và sau Tết Nguyên đán là thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là trên quốc lộ 1, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Và đây cũng là khoảng thời gian mà lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra và kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là chở quá số người quy định hay là chạy quá tốc độ và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trước Tết, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua Phú Yên tăng đột biến. Sau Tết, phương tiện chở người quay trở lại làm việc, sinh sống phía Nam cũng đông không kém. Nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn nếu người điều khiển phương tiện không có ý thức chấp hành luật. Chỉ cứ đóng tốc độ anh chạy thôi, rồi khách khứa nó cũng thiếu, nên là không có chạy như hồi xưa được. Cứ hai ngày, ngày rưỡi cũng thua. Công việc của em nó không được linh động vào cái giờ giấc nữa, nên em chọn phương tiện xe máy đi lại cho nó thuận tiện. Để bảo đảm đủ nhân lực trực chốt, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cũng được tăng cường tối đa triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Rất mong là mọi người dân cũng như là các cái người điều khiển phương tiện thì phải tuyệt đối chú ý các cái chấp hành tốt các cái quy tắc giao thông, như là đi đúng tốc độ, đi bên phải theo chiều đi của mình, tránh vượt đúng quy định và tuyệt đối là không sử dụng rượu bia. Ngoài việc tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, việc tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quyết định làm giảm thiểu tối đa tai nạn, ùn tắc giao thông, đem lại hạnh phúc cho chính mình, gia đình và xã hội. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo an toàn giao thông. Và để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chỉ đạo các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc sẽ duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn bất kể ngày hay đêm. Được biết là trong năm 2022, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tăng 8.802, có nghĩa là tương ứng với 194,61% so với năm 2021. Trong quá trình xử lý vi phạm xuất hiện những trường hợp ghi nhận mức vi phạm lên tới 1,58mg trên lít khí thở, có nghĩa là gấp 4 lần mức kịch khung và cao nhất trên toàn quốc tính đến thời điểm này.